Thì đương nhiên là phụ nữ mà, cái ngày mà trọng đại nhất thì mình cũng muốn được thôi nha mọi người. Em chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh của em Cuộc Sống Đức. Thì hôm nay thì tự nhiên nhớ Nhung xã mình biết sao, nãy giờ mình đợi ảnh á. Cái nhà trọ mình nó bị cái lò sưởi nó bị cái máy sưởi nó bị hư, hệ thống nó bị hư. Thì lâu rồi không có sử dụng. Thì hôm nay thì cái người ta qua đặt phòng á, đặt người ta đến thì khách du lịch không được đặt nha cả nhà, nhưng mà do là cái người này là cái công nhân họ làm cho công trình đó, thì họ đặt phòng ở đây thì mình được nhận. Thì hôm nay họ đến thì nãy họ báo là cái lò sưởi á nó không có hoạt động, hôm sau mình chạy qua thì hệ thống sưởi bị hư rồi, anh phải đem cái sưởi rồi đem theo để cho người ta ngủ đỡ đêm nay, thời tiết rất là lạnh này. Rồi cái không ảnh tự nhiên á, bình thường ở nhà quen rồi tự nhiên nhiều lúc cũng bực, bây giờ tự nhiên anh đi cũng mấy tiếng đồng hồ á, tối mà mình cũng sợ nữa, tự nhiên cái cảm giác cái sợ sợ anh đi biết có chuyện gì không, tại vì khuya quá rồi mấy tiếng đồng hồ rồi. Thì cái vắng thiếu vắng vậy đó, lúc đó mới nhớ rồi tự nhiên ngồi cái nhớ là cái đám cưới. Thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người là chi phí đám cưới của mình á, chi phí của đám cưới của mình thì nói ra thì hơi bất ngờ nha, chùm tiết kiệm luôn. Cái bạn cũng biết đó, thì gái mà ai cũng muốn là một cái đám cưới nó thật là long trọng rồi, nó nói chung là ai cũng muốn được cái điều tốt đẹp nhất hết trơn á, nhưng mà muốn là anh chuyện, nhưng mà có làm được không là anh chuyện. Thì cái thời điểm á mình đám cưới làm là tháng 12, thì mình đang học tiếng Đức, mình cũng chia sẻ với các bạn rồi đó. Thì ảnh về thì cũng được có ngày 22 là mình đám cưới, thì ngày 12 ảnh về, mình nhớ là ngày 12 mình đón anh ở sân bay á, rồi cái mình đặt lịch chụp hình rồi áo cưới, nói chung là làm gấp luôn nha. Rồi hình nó là chụp ở trong studio thôi, là trong phòng thôi chứ không được chụp ngoài cảnh luôn, tại vì ảnh về cận với là chi phí mình gói ghém á, mình chỉ chụp trong phòng mà cái chỗ cưới á, là người ta chụp mới là tư nhân, nhà tư nhân chứ không có một cái tiệm cưới nào lớn hết á, họ trên mạng họ đăng online thôi, giống như họ làm mình nói là tiếng họ làm chui đó, nói gì thì người ta là họ tự ở nhà họ cứ cho thuê áo cưới là trong phòng cưới chụp luôn á. Thì cảnh to thì là to luôn nha, là có 700 ngàn, còn cái hình cưới mà lúc đại tiệc á thì cái chị cơ quan mình á chỉ chụp cho mình, do đó chị lấy cái tiền lấy cái giá thì cái gốc giá chi phí bỏ ra của thợ chụp thôi, do đó mình tiết kiệm đủ thứ hết trơn á, nhưng có cái mình không quay phim, mình không có xe cưới xe hoa đón, tại vì cái nhà mình đến cái nhà hàng á thì khoảng 2 cây số à, mình thấy nó cũng phí, với lại mình làm gì hình thức thôi, tại vì gia đình ảnh đâu có ai qua đâu, bạn bè ảnh cũng không có nữa, mình làm gì chi nó, tại vì nó chỉ là không có, mình muốn cái thật chứ mình không muốn cái hình thức, mình ai nói mình xong sao nó vậy đó, chứ mình không thích là phải làm đúng thủ tục. Nhưng mà dù anh đó nước mình của mình ảnh cũng vậy thôi à. Thì đám cưới mình giống như một cái buổi lễ ra mắt thôi, cho bạn bè với bà con dòng họ Việt Nam biết đó, là mình có chồng hết ế rồi, thoát ế rồi, chứ mình cũng không quan trọng gì nữa. Thì thực sự mình cảm giác nha, thì mẹ mình chắc cũng buồn, tại vì con mà mình thì cái tính của mình á, thì mình biết là mẹ sẽ buồn, nhưng mà mình nghĩ là mẹ buồn mà mẹ sẽ hiểu, tại vì mình tiết kiệm rất là tất cả chi phí đó tự bản thân mình bỏ ra, mình không muốn là mẹ mình chi trả cái chi phí cho mình lớn rồi, mình đủ lớn rồi. Với là ảnh thì ảnh cũng hai đứa hùng vô, nói chung là mình nói mình cần bao nhiêu thì ảnh đưa cho mình. Thì thực sự chi phí đám cưới của mình là có ba mươi mấy triệu thôi, mình tính hơn là 35-38 triệu gì đó. Thì ông xã mình á cũng hùng vô cũng hơi nhiều, hùng hơn hơn nữa, nói chung ảnh hùng nhiều hơn mình tại vì mình đi làm ở Việt Nam thì lương cũng có đâu có nhiều đâu, thì mình xài mình mấy tháng mình nghỉ nữa, mình nghỉ đâu có đi làm á, mình lấy chi phí mình xài, mình học ở Sài Gòn nữa,
nói chung tội xã mình lắm. Người ta nghĩ là do xã mình á, chùm này nọ, nhưng thực tế là do mình chùm hơn ảnh đó. Có bia chết xí. Xã mình uống bia ăn sô-cô-la nè. Không biết taxi. Mời tôi dựa anh xuống lịch. Dạ. Mời Mr. Lawrence. Dạ, when to back order, it's a permission to feed. If we have back not, when to be here. But to a meta buy, yes, to back feed. Dạ. Xem, xin đây, hôn sơ hóc xem. Đây là cái cặp nhẫn cưới, nhưng mà mình đang không có dựa của mình bị chật rồi, mình bị mập. Còn ảnh nè. See this girl? That's so stupid. I guess this is black man here, black man here. It's awesome. Đây là cặp nhẫn mình mua ở... Get out this horse, no? Ở CC. Cái này là mình mua nhẫn lúc đó mình đám cưới là 5 con rắn. Nó hai con rắn nó lồng vào nhau nha. Đó. Mình cặp nhẫn mình nó rẻ lắm. Thấy cặp nhẫn mình có 6 triệu thôi. Và mà mình phải đặt nha, tại vì tay ảnh to quá, phải đặt. Cái mình đi về đám cưới chưa có nhẫn luôn. Cái bữa mà trước bữa đám cưới tối là gia dì mình á, trên Sài Gòn về đem cho mình á. Đám cưới mình đặc biệt nữa là mình cầm hoa giấy. Cái thời điểm đó là mình học chung với cái chị đó tiếng Đức. Thì chị đó kéo tay lắm, làm hoa hồng bằng giấy á. Cái gì tặng cho mình đó, hoa hồng bằng giấy màu tím. Tại mình thích màu tím nha. Chị về, chị đám cưới, chị về với mình với quê, chị ở Sài Gòn á. Chị trang điểm cho mình nha. Rồi tóc của mình lúc đó là tóc tém. Mình chỉ cần sấy tóc lên thôi. Còn áo cưới là mình thuê Sài Gòn mua một cái áo cưới thôi. Nhưng mà họ tặng cho mình thêm một cái. Cái áo mình thuê là nó hơi đắt là... Đắt so với mình nghĩ nha, là 2 triệu, cái họ tặng theo cái áo kèm, tức mình có hai cái áo ha. Còn cái mấy bao tay đó là mình đặt mình mua mới. Đặt ngay chỗ làm đám cưới đó, mua mới để mình đi lưu lại, mình làm kỷ niệm. Nhưng mình xem đây mình để đâu mình cũng quên nè. Tính mình hậu đậu giờ nhà, cái giờ cũng biết nằm ở đâu luôn à. Có vòng hoa nữa. Cái vòng hoa cưới á, là cái chị cơ quan mạnh cho mình là hoa màu tím. Nói chung là đám cưới của người ta kỵ màu tím, mà mình nó đeo vòng hoa màu tím, gọi bó hoa mình cầm màu tím, vòng hoa giấy nữa. Cái mọi thứ chi phí tiết kiệm lắm. Jesse, do you forget the unsa hot side up? Nee? Ich bin immer vergessen, ne? Am 22. Dezember, einen Tag. Aber an einem Tag, du noch im Kopf, was wir haben gemacht. Du vergisst schon alles auch? Nein, was wir gemacht haben, auch am Hochzeitstag. Ja. Ja, wir haben schön gefeiert da im Hotel Hoa Vin. Ja, cái anh ăn không biết anh ăn bao nhiêu không? Cái bánh đám cưới ở Việt Nam có bánh lăng á. Cái bàn đó là mình đặt nó, người ta còn dương bàn, anh ăn hết 10 cái bánh lăng của người ta luôn. Bánh ăn cái chút, anh ăn hết trơn luôn, anh ghi đồ ngọt mà. Du isst denn alles, die kleine Kuchen, schmeckt gut? Ja, der schmeckt ja. Mm. Ja. Ja. Ich gehe für dich. Nicht eben so lange, ne? Ja. Ja. Hm? Okay. Oh, wir sind kaputt. Ja. Und was machen wir dieses Jahr auch selber? Und wir feiern mit Corona, ne? Geht ja kein Bus. Wir feiern mit Kindern, ja? Mit Kindern feiern wir, ja. Ich denke, ne? Kinderwäsche ja. Schon, ja? Na klar. Mhm. Ja. Die Mobil war halt mit dir. Die Mobil, ja. Ja, siehst du. Die Mona muss am Küche bahnen, ne? Die will er auch heiraten, ne? Ich dachte, nee, das geht nicht, du kannst deinen Papa nicht. Ja, dann heirate die Mama, sagt er. Er liebt uns so sehr, ja? Ach so. Er liebt uns, wenn er denkt, ja, das. Thì Uyên chia sẻ với bạn vậy đó. Thì đám cưới của mình rất là gọn, nhỏ. Theo mình quan điểm á, đám cưới tùy theo khả năng mọi người thôi. Ví dụ có khả năng có tiền thì mình làm tổ chức lớn. Còn không thì thôi, đừng có để mà chi phí đám cưới ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bên, nó không có tốt đâu. Miễn sao mình hạnh phúc được rồi. Bây giờ mình thấy mình cái gì mình làm nó đều có kết quả tốt. Mà mình không bao giờ hối hận những gì mình đã làm. Jesse, do you think we should follow Michelle's idea? Yeah? Yeah, oh, good.
chào tạm biệt cả nhà nha, để mình chờ anh coi TV xíu. Nói chuyện với anh coi. Không có phải sơ nhé. Bây giờ nó phải. Hoặc là sẽ ăn được nó. Rồi, cái đấy chứ. Mình chào tạm biệt cả nhà nha. Du bist ja so klein, vielleicht größer, ne? Tja. Ja.